Đây là khu du lịch sinh thái Thác Trắng ở huyện Minh Long của Quảng Ngãi ha. Là một trong những cái điểm đến mà hình như là có dịp ai ghé chơi thì ghé ha. Có một cái hòn thác rất là hùng vĩ đằng trước mặt mọi người nè, rất là cao. Mình xem trên mạng thì mình thấy cái ngọn thác này nó từ trên dãy Trường Sơn xuống á, quá hoành tráng, rất hùng vĩ. Nhìn chỗ này không thấy ghê đâu, đứng ngoài mới thấy to. Thác Trắng Minh Long là cái ngọn thác trên thượng nguồn sông Phước Giang, gần thôn Tịnh Đố Xã của Thanh An, Quảng Ngãi ha mọi người. Thì thác này được coi là thác đẹp nhất của tỉnh Quảng Ngãi luôn. Thì từ huyện Long Hiệp đi đến thác này tầm 7 cây số thôi. Thác Trắng này thì nằm giữa cái vùng núi Trường Sơn và có độ cao khoảng 50m. Từ trên cao thì mọi người thấy nước chảy luôn trắng xóa và rất là mạnh. Ở cái sườn núi thì rất là dốc đứng luôn á. Dưới chân thác thì có hồ nước sâu tự nhiên. Và cái từ chân thác này theo cái con suối rộng khoảng 20m. Và đá lởm chởm nhìn hay lắm. Gần như đây là cái điểm đến của người dân Quảng Ngãi. Nó cũng giống như là những cái công viên nổi tiếng ở các thành phố lớn vậy. Hy vọng là mọi người có dịp ghé đây chơi thì chiêm ngưỡng cái ngọn tháp này ha. Anh em đang đóng quân ở đỉnh Quế nè, mai đi vô trong Trà Hy gì đó, không biết đọc tên đúng không đó. Xong rồi làm xong thì mọi người rút quân để cho mọi người xem anh em đóng quân ở đây nha. Mình thì mình mở lều cắm trại. Tối lắm mọi người không thấy đâu, sương mù quá trời luôn, sương mù nó xà xuống rồi. Kia. Còn số anh em đang ngồi
chiến anh chiến chú. Hôm nay thấy có vẻ mọi người cũng mệt à, thấm mệt à. Mình thì ngủ cái lèo. Định bữa nay chụp Milky Way mà ở đây nó quất một trận mưa quá lớn luôn, mà mây còn nhiều lắm. Mình chụp Milky Way mà có mây là thua, không chụp được. Nhưng mà hy vọng là không có chụp Milky Way được, nhưng mà sáng mai khả năng là săn mây được. Ảo chó sao chó. Có gì hy vọng là sáng mai săn mây được thì mình chụp cho mọi người xem. 5 giờ sáng ở Vĩnh Quế. Gió quá trời mọi người. Một đêm mà gió nó thổi rung lèo. Muốn bung lèo luôn á. Nay mà hôm qua tới mình neo lèo lại chặt chẽ, neo hết 4-5 góc à. Trên cao quá nó gió nó lùa qua cái đỉnh á, nó tạo nên cái tiếng hú nghe ngộ lắm. Ai mà ngủ ở đây mình xem là biết, trải nghiệm cái cảm giác nó nghe gió nó hú. Gì cũng phải có trải nghiệm đúng không? Được về ghé nhà thờ Bằng Lăng ở Phú Yên ha, tí xíu mà có thời gian đi vô gành đá đĩa luôn qua cho mọi người coi. Đây là nhà thờ Bằng Lăng nè. Mình có xem cái lịch sử của cái nhà thờ Bằng Lăng này á, cũng có nhiều điểm thú vị lắm á. Được biết nó là cái nhà thờ mà lưu trữ cái sách chữ quốc ngữ của mình đầu tiên á, là lưu ở nhà thờ này ha. Nhà thờ cổ, kiến trúc rất là độc đáo. Đánh gành đá đĩa nè mọi người. Hôm nay có vẻ đông, sáng tưởng mưa là không có vô được rồi. Dứa biển, quả dứa biển. Trời ơi. Đó, đây là gành đá đĩa. Gành đá đĩa là một cái tập hợp các cái trụ đá hình lăng trụ xếp liền lên nhau ha. Cái hòn này nó nối hòn kia kề với lại mặt sóng nước luôn. Bãi đá thì trải rộng san sát nhau luôn. Có một cái màu đen huyền. Có trụ thì thẳng đứng, có trụ thì nghiêng vẹo, nhưng vẫn chồng lên thành tầng tầng, trông giống như là cái chồng bát đĩa vậy đó. Nên người ta gọi nó là gành đá đĩa. Mình nhìn từ xa thì cái gành đá này trông giống như một cái tổ ong khổng lồ vậy đó. Các cái cột đá basalt này thì theo các nhà nghiên cứu cho rằng hình thành cách đây hàng triệu năm rồi. Khi đó các cái dòng nham thạch nóng chảy phun từ ra các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa đó, gặp nước biển nên đông cứng lại và nở ra.
Rồi xong rồi, giờ đi ra. Xe điện 10.000 đồng khứ hồi. Giờ mình đang ở điểm cực đông Bãi Môn. Mình sẽ đi đến điểm cực đông ha, mũi điện á. Ở dưới này có cái con suối nè. Nếu mà cắm trại á, cắm ở dưới có cái suối á, nước mát lạnh luôn. Cái mũi Đại Lãnh hay mọi người hay biết đến với cái tên là mũi điện á, nó là một cái mũi đất nhô ra từ biển, nhô ra biển từ cái nhánh, một nhánh của dãy Trường Sơn hướng thẳng ra Bãi Môn. Nên nó thuộc địa phận của xã Hòa Tâm, Đông Hòa, tỉnh Phú Yên ha.